Trước khi vào video review, Lazada đang có chương trình sales hè rực rỡ, miễn phí giao hàng và siêu sale lên tới 90%. Và tất nhiên là chiếc tai nghe Aukey trong video này cũng sẽ có mức giá giảm tới 900.000, chỉ còn 1.590.000. Đừng nên bỏ lỡ dịp này để có thể mua bất kỳ một sản phẩm nào trên Lazada. Và quay trở lại với video review chiếc tai nghe Key Series Aukey EP-T10. Wow, đầu tiên phải nói là thiết kế của nó quá đẹp. Toàn bộ chiếc tai nghe này tròn, nhỏ gọn và thân thiện trong lòng bàn tay. Và khi các bạn cần sử dụng chiếc tai nghe này, chỉ cần xoay nó ra là đã có thể lấy ra được rồi. Wow, thiết kế cực kỳ hay. Bên trong chiếc tai nghe cũng rất đẹp, nhìn nó rất là châu Âu, từ logo cho đến các chi tiết viền kim loại. Mình thật sự không hề bất ngờ khi chiếc tai nghe này đoạt giải thiết kế vào năm 2019. Một điểm nữa mà mình cực kỳ ưng ý đó là chất liệu nhựa mịn của hộp sạc. Nó rất là mịn và thân thiện với da tay, và trên hết là cực kỳ khó xước. Ngoài ra thì hộp tai nghe này nó cũng khá tiện dụng khi được trang bị cả hai công nghệ sạc là sạc không dây và cổng USB Type-C phổ biến. Phần quan trọng nhất của chiếc tai nghe này đó chính là tai nghe. Phần tai nghe này có phần nút tai mềm. Phần phía trên sẽ giúp cho tai nghe của các bạn giữ chắc ở trên tai hơn. Có một kinh nghiệm nho nhỏ khi sử dụng chiếc tai nghe này, đó là nếu như phần mút ở trên tai của các bạn làm đau tai khi các bạn đeo, thì các bạn nên chuyển sang một cái mút to hơn. Lý do là mút to hơn này nó mềm hơn hẳn so với hai mút còn lại. Trải nghiệm sử dụng chiếc tai nghe này cũng rất tuyệt. Cảm giác đeo chắc chắn dù nó có kích thước khá lớn. Kết nối với điện thoại cũng rất nhanh và có khả năng chống ồn tốt. Chỉ cần mở 50% âm lượng tai nghe là âm thanh bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Chiếc tai nghe này không có công nghệ chống ồn chủ động. Nói chung trong tầm giá này thì cũng khó có thể đòi hỏi được quá là nhiều. Với màng loa Graphene thường được trang bị trên những chiếc tai nghe cao cấp, âm thanh cho ra có độ trung thực cao. Đây là một chiếc tai nghe đều cả ba giải và nó không hề bị lẫn vào nhau khi các bạn nghe. Nghe EDM rất sướng mà nghe nhạc nhẹ. Giọng của anh Hà Anh Tuấn vẫn ngân nga đầy chi tiết trong Chuyện của mùa đông. Và khi cần, tiếng bass trong những bài nhạc sôi động vẫn đủ sức làm thỏa mãn các bạn. Theo cá nhân mình thì chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này rất xứng đáng với mức giá 2,5 triệu đồng, chứ không phải là 1,5 triệu đồng mà nó đang sale off. Chia sẻ một chút thì bạn editor ở chỗ mình lỡ phê với chiếc tai nghe này rồi và đang tích cực gạ mình bán lại chiếc tai nghe này. Nhưng không. Khả năng kháng bụi kháng nước IP5X giúp cho tai nghe có thể hoạt động dưới trời mưa, hay nếu như tai nghe rơi vào nước, các bạn nhấc ra ngay thì cũng không vấn đề gì. Và hay nhất có lẽ là pin của chiếc tai nghe này cực kỳ trâu. 7 tiếng sử dụng liên tục và nếu như sử dụng thêm cả hộp sạc, chiếc tai nghe hoàn toàn cho khả năng sử dụng lên tới là 24 tiếng. Từ lúc mình nhận chiếc tai nghe này đã được khoảng hơn 1 tuần rồi và đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa sạc bất kỳ một lần nào cho chiếc tai nghe này. Dĩ nhiên cũng có một vài điểm mình cảm thấy chưa thực sự hài lòng. Như việc thiết kế tai nghe khi đeo trên tai hơi to một chút. Mút cài tai đeo khoảng 2 tiếng thì sẽ hơi đau tai. Tuy vậy thì tất cả những điều đó không thể làm xấu đi ấn tượng tốt của mình về mẫu tai nghe này. Khá bất ngờ khi đây là chiếc tai nghe được làm bởi hãng Aukey, một hãng không chuyên về âm thanh.